rồi đi. Tiếng cảm thật vậy. Hôm nay bây giờ đang là 8:20 ngày 27 Tết. AVB của cửa hàng vẫn đang được tiếp tục chuyển về. Đến thời điểm này mà có được những cái con bề bề ngon như này là được lấy từ những cái thuyền vào muộn. Và để có được những con bề bề, quý khách có thể thấy là rất to, đặc trưng luôn, rất khỏe. Và để có được những con bề bề trong những ngày cuối năm như thế này là cửa hàng chúng tôi cũng rất biết ơn các nhà cung cấp. Thuyền về mặc dù đã là cuối năm rồi nhưng các nhà cung cấp vẫn lựa chọn cho hải sản Cát Bà những con bề bề ngon nhất. Và giá thành thì vẫn hợp lý. Bề bề thịt đang bán với giá 350, còn đây là bề bề trứng 100% là trứng, được bán với giá 400. Tất cả các mặt hàng khác đều đang bị tăng giá nhưng riêng bề bề thì không. Và những ngày cuối năm thế này mà có được những con bề bề ngon như thế này là rất quý, rất hiếm. Và hải sản Cát Bà cũng rất biết ơn các nhà cung cấp đã giúp đỡ chúng tôi có được những con bề bề ngon như thế này. Và đây là những con bề bề rất mẩy. Một cân đây. Một cân của nó sẽ rơi vào khoảng 10 con. Rất rất ngon. Bề bề 100% trứng. Và chúng tôi tin rằng nếu mà chúng ta sử dụng những con bề bề này vào hấp nồi lẩu, đảm bảo rất ngon. Bề bề này chưa có nuôi được, hàng chuẩn trứng đây, quý khách có thể thấy đỏ au luôn. Việc kèm với trứng này là đảm bảo việc mẩy căng. Và khi bán hàng chúng tôi cam kết chỉ bán những con bề bề đang sống rất là khỏe. Và quý khách là tại sao mà cửa hàng chúng tôi thường khi mà đăng quảng cáo thường khẳng định rằng cửa hàng chỉ lấy những con bề bề khỏe mà không khỏe, và khi bán đều loại những con bề bề yếu và chết. Nguyên nhân dễ hiểu nhất đấy là những cái con bề bề còn đang sống, về xét về chất lượng chắc chắn thịt của nó sẽ rất là ngon, dai, ngọt, rất ngọt. Đây, ví dụ như một con bề bề này, quý vị có thể thấy rằng là nó rơi vào khoảng 1 lạng một con. Được, cô cầm máy cho cháu bỏ cái bề bề kia vào đi. 1 lạng một con, bề bề rất ngon. Và khi chúng ta mua, tại sao chúng đối với hải sản, chúng tôi luôn nhắc đi nhắc lại việc hải sản là hải sản sống hay hải sản đã chết. Bởi vì khi hải sản sống thì ngoài cái việc thịt của nó rất ngon mà nó còn đảm bảo độ an toàn. Đó là khi mà hải sản chết thì có thể là thịt của nó đã bị phân hủy, có sự xâm nhập của các loại vi khuẩn, không còn đảm bảo. Và đồng thời khi mà chúng ta mua, chúng ta luôn cố gắng chọn hải sản còn sống. Ví dụ trên tay tôi đây là có 2 con bề bề, một con sống rất khỏe và một con đã chết. Nhìn về kích thước chúng ta thấy 2 con này bằng nhau, nhưng xét về mặt trọng lượng chúng ta sẽ thấy nó khác nhau hoàn toàn. Cái con mà đang sống này nó rơi vào khoảng 1 lạng, và con đã chết kích thước cũng bằng như thế nhưng nó chỉ còn có 7 hoa. Tức là sao? Tức là cái lượng thịt của nó gần như là đã tiêu hết rồi. Nhìn bằng mắt thường ta thấy nó to bằng nhau, nhưng khi chúng ta mua những con bề bề này này, bằng mắt thường chúng ta nhìn nó vẫn rất là kích thước vẫn lớn, nhưng khi chúng ta đem về hấp ăn lẩu hoặc sử dụng vào món nào đi chăng nữa thì cũng không có gì để ăn cả, vì nó hết sạch rồi. Nó chỉ nhìn nó chỉ to thôi nhưng thực tế thịt của nó đã tiêu hết. Đây, ta thấy một con bề bề rơi 1 lạng, nhưng khi nó chết rồi kích thước cũng như thế, nó tiêu đi tới 1/3 thịt. Và khi mà ăn những con bề bề chết này lên thì phần lớn là cái phần thịt bên trong nó sẽ giữa đi khoảng 2/3 nữa. Cho nên là tại sao mà hải sản chúng tôi luôn khi bán luôn cố gắng là loại những con chết và những con yếu, không để lẫn vào để mất khách. Ngoài các mặt hàng như bề bề đang được chuyển về rất nhiều này, thì
cửa hàng chúng tôi vẫn đang tiếp tục chuẩn bị hàng cho những ngày giáp Tết này. Mặc dù lượng khách đặt hàng vẫn là cao, nhưng chúng tôi cam kết chỉ lấy những mặt hàng ngon nhất, đảm bảo nhất, chứ không nhập hàng ồ ạt. Hiện nay các mặt hàng như là cá thu vẫn hoa sáng mai là 8 giờ cá thu sẽ được chuyển về. Các loại nem hải sản, rồi các loại chả mực, chả cá, cá lăng, cá tầm, cá trình, ghẹ, bề bề tôm tại cửa hàng vào lúc 8 giờ sáng mai sẽ được nhập về. Đặc biệt vào 8 giờ sáng mai tại cửa hàng sẽ có tôm sú nhiều loại kích thước để quý khách sau khi lựa chọn theo đúng size này, chọn những con khỏe, thì sau đó cửa hàng nếu có nhu cầu mà sủ sống đi ra thì chúng tôi sẽ bố trí nhân viên chuyển đi cho quý khách, hoặc nếu có nhu cầu hút chân không để bảo quản ăn trong những ngày giáp Tết, những ngày Tết và những ngày ngoài Tết thì chúng tôi đều tiến hành. Và hiện nay thì cái mặt hàng mà đang được khách hàng lựa chọn rất nhiều đấy là nem hải sản. Quý khách chỉ cần bảo quản trong ngăn đá đến những ngày đến bữa ăn, chúng ta chỉ cần giã đông ra khoảng 3-4 phút là đã có được đĩa nem rất là thơm, ngon, chuẩn hải sản, không dùng các loại hương liệu mà đúng chuẩn hải sản. Và những cái nhân này đặc biệt là đã được xào rất là thơm lên, cho nên khi quý khách mà sử dụng thì sẽ yên tâm tuyệt đối, không sợ có mùi tanh. Ngoài ra